vị ready? Một tràng pháo tay cho Ân Hoàng Phương. Lần đầu tiên cho Ân Phúc xin gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất tới tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và lần trở lại đây, Phúc xin phép giới thiệu với tất cả quý vị một ca khúc đã hit 15 năm và ở thời điểm hiện tại đã hit một lần nữa, dậy sóng trên thị trường âm nhạc Việt Nam và cộng đồng mạng, cũng như tất cả các bạn trẻ và các ca sĩ trẻ đã cover lại ca khúc rất nhiều. Và hôm nay chính Phúc là người cover chính bài hát của mình 15 năm trước. Một bài hát rất quen thuộc với tất cả quý vị, ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Bài hát được mang tên Người Ta Nói. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dẫu cho người ấy không về, tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin, tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin, tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Người ta cứ nói đừng quá tin, tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối. Biết bao cuộc tình ngỡ rằng
hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt bỗng nhìn lại không có ai đứng bên ta. Xin quên tất cả quý vị, nhất là quý vị đàn ông đó nha, yêu ít thôi để đến một ngày nào đó vẫn còn có người đứng ở bên mình ha. Đừng có yêu nhiều quá, đến lúc mà không còn ai đứng bên ta là buồn lắm á. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ đón nhận một version mới, Người Ta Nói Nửa Của Phúc đã được phát hành trên cộng đồng mạng. Và sau đây, xin mời tất cả quý vị hãy đến với một ca khúc kinh điển nhất của Phúc mà Phúc được yêu cầu hát trong buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát cũng của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Ca khúc được mang tên Thà Rằng Như Thế. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Thank you. Xin cảm ơn rất nhiều. Nếu như mà tất cả quý vị ở dưới còn nhớ, còn thuộc thì cùng hát chung với Phúc có được không ạ? Được không quý vị? Thôi bây giờ thử lửa trước đi ha. Thử lửa trước coi sao ha. Được không ạ? Thà như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em. Thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai. Yeah, xin mời em về, thank you. Thank you. Music. Cô dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đầy một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lơ chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào, người ơi. Thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai. Sau nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đầy một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lên chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào, người ơi hôn nhau đi lần cuối. Chẳng còn gì
ta biết chẳng còn gì cho nhau nữa đâu. Dù con tim nát tan, thôi ta cũng đành chia tay. Thank you. Xin mời những tràng vỗ tay của tất cả quý vị đã dành cho ca khúc Thà Rằng Như Thế vừa rồi của Phúc. Và đây cũng là bài hát mà Phúc xin phép nói lên lời chia tay với tất cả quý vị. Một lần nữa xin chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn tất cả quý vị.